Nhận định bóng đá Real Madrid với Arsenal. 6 giờ ngày 24 tháng 7, dù sở hữu đội hình ở đẳng cấp cao hơn Arsenal, nhưng Real Madrid vẫn đang chuệch choạc về lối chơi và chưa sẵn sàng về thể lực. Ngược lại, pháo thủ đã vào guồng và đang rất quyết tâm hạ gục kền kền trắng vào sáng mai. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Real Madrid đã có màn khởi động rất tệ ở mùa bóng mới 2019-2020. Trong cuộc tập trận đầu tiên cách đây ít hôm, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đã bị Bayern hạ gục với tỷ số 3-1. Đó là trận đấu mà người ta dễ dàng nhận ra. Kền kền trắng không chỉ chưa sẵn sàng về thể lực sau kỳ nghỉ hè dài, mà còn mất phương hướng trong lối chơi. Huấn luyện viên Zinedine Zidane hiện phân vân về việc xây dựng bộ khung và lối chơi cho đội bóng đang trong giai đoạn cải tổ toàn diện này. Zizou rất bối rối trong việc cải tổ đội hình, do vẫn phải tiếp tục đặt niềm tin vào những công thần cũ, dù họ không còn phong độ cao hoặc không tạo ra được nguồn sinh khí mới cho đội bóng như Rabiot, Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric, Isco, Asensio và Benzema. Sự thay đổi rõ ràng duy nhất mà Zidane thực hiện chỉ là giao nhiệm vụ thủ lĩnh hàng công cho tân binh Eden Hazard. Tuy nhiên, một mình ngôi sao người Bỉ dù cố gắng cũng không thể giúp Real cải thiện được lối chơi, chưa thể giúp kền kền trắng xua đi hình ảnh mệt dặn và thiếu khát vọng như cuối mùa trước. Real sẽ có một vài thay đổi nhân sự ở cuộc tập trận thứ hai trước Arsenal vào sáng mai. Tuy nhiên, cũng chẳng thể hy vọng kền kền trắng sẽ tạo ra một sự đột phá nào. Như đã nói, Zidane dường như vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc cải tổ nhân sự và lối chơi triệt để. Thực tế, ở tuyến giữa và hàng thủ ông hoàn toàn không có ý tưởng mới nào ngoài việc sử dụng những cái tên cũ kỹ như Marcelo, Rabiot, Carvajal, Kroos, Modric và Isco. Trong khi đó ở tuyến trên, việc để Benzema đá trung phong vẫn là giải pháp mà ông thầy người Pháp không dám thay đổi. Sự thay đổi đáng kể nhất có thể xảy ra là việc Zidane nhiều khả năng để ngôi sao trẻ Vinicius hoặc Rodrigo đá thay tài năng đang thu chột Asensio bên cánh phải hàng công. Khác với Real Madrid, Arsenal đã rất sẵn sàng về cả thể lực và chiến thuật. Đây đã là trận giao hữu thứ tư của họ trong mùa hè này. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Unai Emery còn chơi rất tốt ở 3 cuộc tập trận vừa rồi, đánh bại cả Colorado Rapids 3-0, Bayern Munich 2-1 và Fiorentina 3-0. Đây còn là trận đấu mà pháo thủ lên kế hoạch tung ra đội hình tối ưu. Do trong trận gặp Fiorentina mới đây, họ gần như chỉ sử dụng các tài năng trẻ. Những ngôi sao hàng đầu của Arsenal như Leno, Mustafi, Haka, Ozil, Mkhitaryan, Aubameyang và Lacazette sẽ xuất quân từ đầu, đồng thời cũng sẽ không sớm rời sân. Arsenal đã vào cuộc và sẵn sàng cho những trận đánh lớn, qua đó hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước một đội bóng đầy bất ổn và còn đầy sức kỳ như Real. Thầy trò Zidane nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục đón nhận thất bại trên đất Mỹ vào sáng mai.